thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Sử ký nhất từ chương 18 đến chương 20 là phần kỹ thuật về những trận chiến của dân Israel với các kẻ thù lớn và các nước xung quanh. Chương 20 là phần khép lại của những kỹ thuật về các cuộc chiến tranh khốc liệt ấy. Trong mọi trận chiến, nhà viết sử nhấn mạnh sự đắc thắng mà Đức Giê-hô-va ban cho vua David và dân Israel trước các kẻ thù mình. Câu 1 đến câu 3 mô tả cách vua David khuất phục dân Ammon. Vào mùa xuân, Joab kéo quân tấn công thủ đô Rabba của dân Ammon. Họ giành được chiến thắng. Vua David cho phá hủy kinh đô này, tước lấy vương miện và đội lên đầu mình, thu nhiều chiến lợi phẩm và bắt dân Ammon phục dịch. Đây là hình ảnh thường thấy trong chiến trận. Vị vua chiến thắng sẽ là vua, phía chiến bại sẽ phải thuận phục. Vua David đã đòi lại được sự sỉ nhục mà trước kia dân Ammon đã làm. Câu 4 đến câu 8 kể lại cuộc chiến với dân Philistine, một dân sống ven biển Địa Trung Hải. Kinh Thánh mô tả dân Philistine là dân tộc của những người khổng lồ. Khi xưa, vua David từng giết Goliath, một người Philistine khổng lồ. Theo sách Samuel nhì chương 21, các cuộc chiến này xảy ra sau khi vua David đã dẹp yên được các cuộc nội chiến. Có 3 trận chiến đã xảy ra với dân Philistine và dân Israel đều đắc thắng. Thứ nhất là cuộc chiến tại thành Gê-xe, một thành nằm ở phía tây Jerusalem, giáp biên giới với xứ Philistine. Tướng quân của Israel là Sibekai, người Hushatit, đánh giết kẻ khổng lồ Sipai của dân Philistine. Cuộc chiến thứ hai lại nổ ra, dân Philistine nổi lên chống lại Israel. Quân Philistine do Lakmi, em của Goliath, lãnh đạo. Đây là một gã khổng lồ, sử dụng cán giáo lớn như cây trục của người thợ dệt. Tuy nhiên, hắn cũng bị giết bởi tay của Enhana, con trai của Jairo. Sau đó, chiến tranh lại xảy ra tại Gath, một thành biên giới nằm ở phía tây nam Jerusalem. Lần này, dẫn đầu dân Philistine là một tên khổng lồ khác có 6 ngón ở mỗi bàn tay và mỗi bàn chân. Hắn nhục mạ dân Israel. Lần này, Jonathan, con của Simea, đã giết hắn và đạo quân Philistine lại thất bại. Đức Giê-hô-va ban chiến thắng cho dân Israel trước các kẻ thù của mình. Chúa luôn dấy lên những con người khác nhau cho những trận chiến khác nhau. Họ là những người nhân danh Chúa đứng ra bảo vệ dân Chúa. Câu hỏi suy ngẫm dành cho bạn: bạn đang đối diện như thế nào với những cuộc chiến trong cuộc đời mình? Chúng ta cùng cầu nguyện.
lạy Đức Chúa Trời là đấng đắc thắng. Con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn nâng đỡ con khi con gặp khó khăn. Xin Chúa cho con luôn nhận biết rằng Ngài là sức thiên của con. Xin thương xót giúp cho con, giúp con biết tin cậy và vâng lời Chúa trong mọi cuộc chiến của con. Xin cho con được trải nghiệm Chúa nhiều hơn. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.